Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô là tướng tài hay tướng tồi để tội phạm sổng chuồng dối tốn công truy bắt. Một số nhà quan sát cho rằng ông Tô Lâm có khả năng cạnh tranh chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới nếu ông Trọng chịu rút lui. Nghĩa là ông Tô cũng xem là thành phần ưu tú trong Đảng Cộng sản. Ưu tú với Đảng không có nghĩa là có tài, có năng lực, mà là có toan tính, có thủ đoạn hơn so với những nhân vật khác. Tuy nhiên, xem những gì ông Tô Lâm thể hiện thì có vẻ ông là người không biết tiền liệu. Tô Lâm chuyên để cá gọc sổng chuông rồi mới tấn công và tốn công truy bắt. Khi ông Tô Lâm nắm bộ công an đã để cho các đối tượng bị truy nã trốn thoát rất nhiều. Trong các nhân vật trốn thoát ấy có kể ra như ông Vũ Đình Duy, cựu Tổng giám đốc PVTex Đình Vũ, bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC và Bùi Quang Huy, cựu Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile, v.v. Và mới đây nhất là một dàn lãnh đạo của SCB đã trốn thoát. Điều tra mà để lộ thông tin làm cho nghi can Cao chạy xa bay, rồi sau đó phải huy động lực lượng hùng hậu truy bắt mà cũng không tìm được người. Vừa tốn công, tốn tiền, lại vừa mất thời gian mà không được việc. Đây là sự yếu kém của ngành công an. Lẽ ra ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần truất phế ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đi, thì ngược lại ông Tổng lại rất tin dùng Tô Lâm. Với việc Tô Lâm sang tận Berlin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành mang về cho ông Tổng, thì có vẻ như ông Bộ trưởng Bộ Công an làm được việc chịu khó, thậm chí chịu nhục thay ông Tổng khi mà nước Đức xỉa sói ông Bộ trưởng thay vì bêu tên ông Tổng lên mặt báo. Thực ra, việc phải vất vả sang tận châu Âu bắt cóc người là do chính ông Tô Lâm tự gây ra. Ông điều hành ngành công an như thế nào mà để thông tin lọt đến tai Trịnh Xuân Thành khiến ông ta phải huy động lực lượng hùng hậu sang tận trời châu Âu để bắt cóc người. Với Trịnh Xuân Thành thì bắt được, còn với những người khác thì làm sao mà bắt được đây? Dường như càng ngày càng xa vời với Tô Lâm. Mới đây, trại giam Xuân Hà để sổng hai phạm nhân khiến công an tỉnh Hà Tĩnh phải huy động tổng lực lượng bao gồm 2.000 công an để truy bắt hai phạm nhân này. Phải chi quản lý chặt hơn, đừng để tội phạm trốn thoát thì đâu phải vất vả đến như vậy. Trên sao thì dưới vậy, để tội phạm trốn thoát rồi mới tốn công truy bắt. Từ thượng tầng, ông Tô Lâm để sổng những con cá gọc, không chỉ một con mà sổng nguyên cả đàn. Rồi sau đó lại vất vả tung một rừng công an để mà truy bắt, mà chẳng bắt được bao nhiêu. Theo cách nhìn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có lẽ ông Tô Lâm được đánh giá là tướng tài nên ông Tổng mới trọng dụng. Tuy nhiên, thực tế phải gọi ông là tướng tồi thì đúng hơn, bởi ông để cho quá nhiều tội phạm cao chạy xa bay. Người có trí tuệ không bao giờ thả chim cho bay rồi tốn công bắt lại. Người có trí thì phải giữ chim thật chặt, chứ không ai lại để nó biết trước nguy hiểm và vỗ cánh bay mất. Toàn ngành công an từ cao đến thấp đều chung một mẫu số như nhau cả. Họ làm việc bằng bản năng nhiều hơn là làm việc bằng trí tuệ. Họ không tiền liệu được những tình huống xấu để chu toàn công việc. Chính vì thế tội phạm mới tìm thấy những kẽ hở để mà thoát thân. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân để các gọc sổng chuồng là do có sự tham ô của quan chức ngành công an. Những kẻ điều tra có thể bán thông tin cho nghi can để người này cao chạy xa bay. Chính vì thế mà thông tin mới dễ dàng bị lọt ra ngoài trước khi đương sự bị bắt. Dưới con mắt của quan tham nhũng thì chúng nhìn đâu cũng ra cơ hội vòi tiền, mà tham nhũng của ngành công an thế nào thì người dân cả nước đều biết cả. Ông Tô Lâm vẫn được ông Tổng Bí thư trọng dụng dù là bất tài. Mà nói gì đâu xa, dân trong ngành không ai không biết Tô Long là con trai ông Tô Lâm. Ông trời con này cũng dính rất nhiều tin đồn về việc kinh tài cho bố. Biết đâu được tin tức cho cá gọc nắm bắt được và cao chạy xa bay cũng từ những người làm kinh tế này mà ra. Với chế độ này nhìn vậy chứ không phải vậy. Chính những kẻ truy bắt tham nhũng lại bán tin cho bọn tham nhũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô là tướng tài hay tướng tồi, để tội phạm sổng chuồng rồi mới tốn công truy bắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng cắn nhầm thuốc gì mà lại bay bằng đôi cánh ảo. Trong tình hình ngành dệt may Việt Nam hiện nay đang rất khốn đốn vì tiêu chuẩn xanh, thì ngày 29 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính bay đến Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu biến đổi thế giới COP 28. Vấn đề xanh hóa nền kinh tế hiện nay không phải là chuyện tương lai nữa mà đã trở thành điều kiện sống còn cho nền kinh tế của mỗi nước. Hôm nay ngành dệt may đang bị bóp chết vì tiêu chuẩn xanh thì ngày mai cũng sẽ tới lượt các ngành khác. Nếu không xanh hóa nền kinh tế thì Việt Nam sẽ bị bỏ lại. Nỗ lực mãi mãi vẫn chưa nâng hạng thị trường chứng khoán. Sau chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ trở về vào ngày 6 tháng 12, ông Phạm Minh Chính cho họp chính phủ để bàn về việc xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Không những xây trung tâm tài chính thế giới tại Việt Nam, mà ông còn đề ra mục tiêu thu hút nguồn lực tài chính xanh, tín dụng xanh, ưu đãi cho phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hydrogen. Thật buồn cười khi mà bao nhiêu năm qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn mãi không thể nâng hạng được thị trường chứng khoán Việt Nam. Đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đang xếp hạng BET với hạng thị trường cận biên, cố mãi nhưng không thể lên hạng được. Thị trường chứng khoán Singapore đang có xếp hạng cao nhất tại khu vực. Singapore được xếp vào hàng thị trường phát triển và quốc gia này đang là một trong những trung tâm tài chính của thế giới và khu vực. Vấn đề lớn nhất là cách ra chính sách và thực hiện nó. Việt Nam là nước đi sau, hoàn toàn có thể học hỏi Singapore. Những chính sách mà quốc gia này thực hiện không có gì phải giấu giếm cả. Vấn đề là năng lực thực hiện của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đến như thế mà thôi. Việc ra quy định và sự giám sát chặt chẽ sẽ mang lại niềm tin cho nhà đầu tư, là chất liệu cốt lõi để làm nên thành công tại Singapore. Chính phủ Singapore là một chính phủ sạch, sạch bởi đạo đức quan chức, bởi tính nghiêm minh của luật pháp. Còn Đảng Cộng sản thì sao đây? Họ có làm được điều này hay không mà lại dự định xây dựng trung tâm tài chính thế giới tại Việt Nam? Ông Thủ tướng Việt Nam đang bay bằng đôi cánh ảo giác. Thêm nữa, nền giáo dục của Singapore rất phát triển. Giáo dục quốc gia này được xếp ngang hàng các cường quốc giáo dục trên thế giới như Úc, Canada, Hà Lan, Phần Lan. Nhờ đó, Singapore có một lượng lớn các chuyên gia tài chính để đảm bảo nguồn lao động có kỹ năng. Viện Ngân hàng và Tài chính Singapore và lực lượng lao động Singapore đã tham gia đào tạo cho các chuyên gia những bộ kỹ năng cần thiết để mà giúp họ phát triển trong ngành này. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng kinh doanh của Singapore rất tốt. Các chi phí như tiền lương và thuê nhà ở đây tăng đều đặn. Tuy nhiên, giá thuê văn phòng tại Singapore vẫn thấp hơn so với các trung tâm tài chính đối thủ hàng đầu như London, New York, Hồng Kông và Tokyo. Ngoài ra, Singapore có một hệ thống giao thông công cộng hiệu quả và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến. Họ đứng hàng đầu thế giới về cơ sở hạ tầng giao thông, cũng là một trung tâm hàng không nổi tiếng và trung tâm cảng sầm uất. Xanh hóa, sản xuất làm không xong nhưng đòi thu hút dòng tài chính xanh. Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay dùng tuyên giáo để mà tiêm chất gây ảo giác cho toàn dân, từ Bắc đến Nam, từ nông thôn đến thành thị. Tuy nhiên, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lại bị nhiễm nặng chất này gây ảo giác. Đảng không tự lượng sức năng lực của mình và tất nhiên, từng người lãnh đạo cũng không tự lượng được giá trị và khả năng và năng lực bản thân lẫn năng lực của bộ máy. Chẳng phải là năm 2006 khi đó, Đảng Cộng sản đã ra nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2020 đưa Việt Nam thành nước công nghiệp tiến bộ hay sao? Và kết quả như thế nào thì cuối cùng ai cũng thấy. Nơi nào tham nhũng cao thì nơi đó chẳng làm nên cơn nên cháo gì, chỉ có phá hoại là chính. Chưa có triều đại nào mà lại sinh ra quá nhiều người, nào là vĩ đại, nào là kiệt xuất, nào là nỗi lạc vân vân, nhưng đất nước thì vẫn là nhược tiểu, vẫn là nước nghèo, đời sống người dân đầy bất an và cực khổ. Chẳng phải chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhiễm chất gây ảo giác và tự xưng tụng đấy hay sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của thoibao.de với bản tin Thủ tướng cắn nhầm thuốc gì mà lại bay bằng đôi cánh ảo giác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de